Katie Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc là hai trong số dàn mỹ nhân của điện ảnh Việt với biệt tài Đánh đâu thắng đó. Xuất hiện trong phim nào là phim đấy gần như chắc chắn sẽ trở thành bom tấn phòng vé. Trong năm 2022, hai nữ diễn viên tài năng này đã có cơ hội đóng chung với nhau trong một bộ phim thriller giật gân cực kỳ lôi cuốn mang tên Cô gái từ quá khứ. Vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp, hào nhoáng, nhưng ẩn sâu bên trong hai mỹ nhân này lại là vô vàn những bí mật đen tối. Và trailer vừa mới ra mắt của bộ phim này đã phần nào cho chúng ta thấy được sức hấp dẫn khó cưỡng của nó. Trong video ngày hôm nay, Way Too Weird Movie sẽ cùng các bạn điểm qua một số chi tiết nổi bật đã xuất hiện trong trailer của Cô gái từ quá khứ nhé. Cùng bắt đầu thôi nào, let's go! Theo như chính nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Miss Q hay Hoàng Quyên xuất hiện trong Cô gái từ quá khứ và nhân vật của cô trong Gái giả lắm chiêu chính là một. Điều này đã dường như khẳng định bộ phim này chính xác là phần phim tiếp theo của câu chuyện còn dang dở với Miss Q trong Gái giả lắm chiêu 3. Với những khán giả là fan trung thành của thương hiệu này thì hẳn vẫn chưa thể quên được cái kết của phần 3. Sau biết bao biến cố trắc trở thì cuối cùng Miss Q của Ninh Dương Lan Ngọc đã nhận lời cầu hôn của Jack, được thủ vai bởi nam diễn viên Lê Xuân Tiền. Với gia thế thuộc vào hàng top đầu của mình, đám cưới của hai người hứa hẹn sẽ vô cùng xa hoa và hoành tráng. Lấy bối cảnh ngay sau cái kết của phần Gái giả thứ 3, ta có thể đoán được rằng Jack và Hoàng Quyên đang đầu tắt mặt tối chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ. Ta có thể thấy tấm ảnh cưới chưa được treo lên, đống giấy tờ lộn xộn trên bàn của Jack, nhiều khả năng chính là thiệp mời cũng như giấy tờ thủ tục cho việc kết hôn. Thế nhưng, ngay lúc cấp bách này thì đột nhiên Hoàng Quyên biến mất. Sự biến mất bí ẩn của Miss Q được nhắc đến bởi Đài Trang khi nói rằng cô đột nhiên biến mất sau khi nghe một cuộc điện thoại bí ẩn. Danh tính của người ở phía bên kia đầu dây với Miss Q có lẽ đã được tiết lộ ngay sau đó trong trailer. Sau tiếng chuông điện thoại reo lên, chúng ta đã được thấy sự xuất hiện không thể nào đặc biệt hơn của Quỳnh Yên, được thủ vai bởi Katie Nguyễn. Theo thông tin đến từ nhà sản xuất, Quỳnh Yên là cô em gái thất lạc 15 năm của Miss Q, bằng một cách nào đó mà giờ đây cô đã quay trở lại. Quỳnh Yên đã nói với Miss Q rằng Bách đã ra tù. Là một nhân vật mới chưa từng xuất hiện trong vũ trụ mỹ nhân, Bách có vẻ như là một tên côn đồ từng phải ngồi tù vì chính Miss Q. Và giờ đây, hắn đã quay trở lại để hủy hoại cô nàng. Theo những chi tiết được tiết lộ trong trailer thì tên Bách này không phải là một kẻ tầm thường. Hắn không lập tức tấn công Miss Q mà bắt đầu chơi trò tâm lý với cô thông qua những lời đe dọa, những mẩu tin nhắn bí ẩn và thậm chí là những tai nạn bất ngờ. Hắn để lại mẩu giấy với thông điệp rất rõ ràng trên xe của cô. Hắn đến tận phim trường nơi làm việc của cô để gọi điện và đe dọa. Thậm chí tên Bách này còn liều lĩnh đến mức dàn dựng một vụ tai nạn tại đây khiến cho Miss Q suýt chút nữa đã thiệt mạng. Sở dĩ mình nói tên này là một kẻ không hề tầm thường, bởi lẽ hắn biết chơi đùa với tâm lý của nạn nhân, ở đây chính là Miss Q, để có thể dễ dàng thao túng tâm lý của cô, khiến cho cô làm theo kế hoạch của mình, và để rồi xử lý cô một cách đau đớn và khổ sở nhất. Bằng chứng cho việc này chính là Quyên đã bị giật mình mất ngủ ngay trong chính căn nhà của mình và ngay bên cạnh người chồng sắp cưới của cô. Cơ mà điều này cũng dễ hiểu thôi, có lẽ một phần giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã khiến cho Miss Q nhận thấy sự nguy hiểm. Thật vậy, vì ở ngay cảnh sau đó, trailer đã cho chúng ta thấy ánh mắt của một người đàn ông thập thò đằng sau khe cửa, nơi căn hộ sang trọng của cặp vợ chồng sắp cưới Miss Q và Jack. Khả năng cao đây chính là Bách. Có thể hắn đột nhập vào đây để quay lén những cảnh nóng của Miss Q, thứ mà ta đã bất ngờ được thấy thoáng qua ngay sau đó. Một lần nữa, chi tiết này khiến chúng ta không thể coi thường Bách như một tên đầu đường xó chợ, bởi lẽ việc đột nhập vào một căn penthouse sang trọng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong cuộc hội thoại của Miss Q và Quỳnh Yên tại quán bar sau đó, ta đã phần nào biết được âm mưu của tên Bách, đó chính là dụ Miss Q lên căn biệt thự bỏ hoang trong rừng. Với tư duy của một người bình thường và tỉnh táo, không lý nào Miss Q lại đồng ý gặp mặt kẻ muốn hãm hại mình tại một chốn khỉ ho có gái như vậy. Thế nhưng, với sự đồng hành của Quỳnh Yên, hai người đã quyết định đưa mình vào hang cọp. Thế nhưng đây cũng chính là lúc cú twist cũng như điểm nhấn của trailer diễn ra. Miss Q bất ngờ bị tấn công bởi chính người em gái mà cô hết mực tin tưởng, Quỳnh Yên. Cô ta bắt chói và thậm chí còn đánh đập Miss Q với một khuôn mặt không chút biến sắc. Theo chúng mình dự đoán, có nhiều khả năng cô ta chính là đồng lõa với tên Bách trước đó. Hai người họ đã lên kế hoạch để cùng nhau hãm hại Miss Q, có lẽ vì những mối thủ oán năm xưa. Một phân cảnh khác trong trailer đã cho chúng ta thấy rõ sự liên kết của hai nhân vật này. Đó là khi họ cùng xuất hiện trong một khung cảnh, cùng với đó là chiếc ô tô trắng của Miss Q. Với hành động vẫy chào của Bách, cũng như máy quay được đặt dưới điểm nhìn nhân vật, rất có khả năng đây là một trong những màn trả thù của hai người với chính Miss Q khi thả cô ở trong rừng. Chi tiết Quỳnh Yên phản bội Miss Q và thông đồng với Bách đã giải thích cho rất nhiều những phân cảnh diễn ra trước đó trong trailer. Đầu tiên là sự xuất hiện bất ngờ của cả Quỳnh Yên và Bách cùng một thời điểm. Một người ra sức hãm hại và đe dọa Miss Q, người còn lại thì đến như một tia hy vọng, một chiếc phao cứu sinh để cô có thể níu lấy ngay lúc hoạn nạn nhất. Thứ hai, Quỳnh Yên đã ra sức làm thân và lấy lòng Miss Q, tạo dựng niềm tin cho cô để rồi khiến cô dễ dàng tin tưởng mình và theo mình lên trên căn biệt thự bỏ hoang trên núi.
và cuối cùng chính là đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống của Miss Q, thể hiện rằng tâm lý của cô đã hoàn toàn bị thao túng bởi một tay của Quỳnh Yên. Động cơ của cô là gì? Ý nghĩa thực sự đằng sau hành động này của Quỳnh Yên là chi? Hay liệu cô có phải là Lý Linh ở trong Gái Già Lắm Chiêu Năm hay không? Có lẽ điều này phải để chính bộ phim trả lời khi ra rạp. Một nhân vật khác cũng xuất hiện không ít lần trong trailer mà chúng mình chưa đề cập đến, đó chính là Jack, chồng chưa cưới của Miss Q. Được thủ vai bởi nam diễn viên Lê Xuân Tiền, Jack là người đầu tiên xuất hiện trong trailer với một vẻ mặt bần thần, xen lẫn chút thắc mắc sau khi biết tin vợ chưa cưới của mình đã mất tích. Theo Way to Weird dự đoán, phân cảnh này sẽ diễn ra sau khi Miss Q đã mắc bẫy Quỳnh Yên và theo cô lên căn biệt thự trên núi một mình. Sở dĩ mình có thể dự đoán như vậy bởi vì trong một loạt những phân cảnh sau đó, Jack vẫn xuất hiện bên cạnh Miss Q thường xuyên như lúc cô bị đe dọa hay lúc cô suýt gặp tai nạn hoặc khi hai người ân ái với nhau tại nhà riêng. Sau khi thấy vị hôn thê của mình biến mất mà không một lời giải thích, Jack đã bắt đầu nghi ngờ và lần theo những manh mối để tìm kiếm cô. Đầu tiên, chúng ta thấy một mảnh giấy gì đó được giấu bên trong két sắt của Miss Q. Tiếp theo đó, Jack đang ngồi tại bàn làm việc của mình để xem xét một cuốn sổ đỏ với một vẻ mặt không thể giấu được sự nghi ngờ. Và cuối cùng, theo lời một trong những người bạn của Miss Q, Jack tìm đến Madame Chân để tra hỏi về tung tích của Miss Q cũng như Quỳnh Yên. Madame Chân có nói dối hay không? Ngay cảnh quay Quỳnh Yên gặp Miss Q lúc đầu, Quỳnh Yên đeo thẻ công ty Madame Chân và Madame Chân đi qua ngay phía sau. Thế nhưng sau đó, ta lại được thấy Jack vẫn tìm đến căn biệt thự kia trong một phân cảnh không thể khó hiểu hơn. Đó là anh đang say đắm khóa môi Quỳnh Yên trong sự chứng kiến của Miss Q. Dù ban đầu Jack có vẻ không biết ai là Quỳnh Yên, nhưng ngay sau đó lại gọi điện cho Quỳnh Yên. Chỉ một trailer dài vỏn vẹn hơn 2 phút mà có tới vài cú twist khiến khán giả phải há hốc mồm. Hãy cùng mình đặt ra một vài giả thuyết cho nhân vật Jack này nhé. Hãy bắt đầu với cảnh quay khó hiểu nhất, đó là việc anh hôn thắm thiết Quỳnh Yên. Sẽ có một vài ý kiến cho rằng anh chàng này cũng cùng một ruột với cô và tên Bách. Thế nhưng nhìn những sự ngờ vực, bồn chồn và khó hiểu trên vẻ mặt của Jack thì mình không nghĩ anh ta lại có ý định hãm hại vợ chưa cưới của mình. Ngược lại, anh cũng là một con tốt trong trò chơi tâm lý điên rồ của Quỳnh Yên. Đúng vậy, chính cô ta là người đã thả những manh mối khiến cho Jack có thể tự tìm được đường đến căn biệt thự bỏ hoang. Sau đó, có thể Quỳnh Yên đã yêu cầu anh phải hôn mình thật say đắm trước mặt Miss Q, bằng không sẽ lấy đi tính mạng của cô. Và với tình yêu dành cho Miss Q, Jack đã chấp nhận làm mọi thứ. Thế nhưng không ngờ, hành động này của anh đã khiến Miss Q hiểu lầm và cho rằng anh đã thông đồng với Quỳnh Yên để hại cô, khiến cô phải thốt lên câu, tụi bay đã hùa nhau để hãm hại tôi. Tụi bay hùa nhau để hãm hại tôi. Như chúng ta đã được thấy trong trailer, và thậm chí còn lao vào để tấn công anh như cảnh chúng ta được thấy sau đó. Theo mình, vai trò của Jack trong bộ phim sẽ không quá nhiều, chủ yếu sẽ chỉ là quân cờ trong tay Quỳnh Yên để giăng bẫy và khiêu khích Miss Q mà thôi. Cuối cùng hãy đến với một trường đoạn, những phân cảnh vô cùng kịch tính diễn ra dồn dập và liên tục ở cuối trailer. Sau màn khẩu chiến khiêu khích đến từ Quỳnh Yên là một loạt những phân cảnh hai nữ mỹ nhân lao vào hỗn chiến với nhau ở đủ các địa điểm, từ bên trong căn biệt thự, bên ngoài sân nơi đỗ chiếc xe màu trắng của Miss Q. Sau đó ta được thấy cánh cửa giam giữ cô được mở ra bởi một ai đó. Dựa vào trang phục cũng như kích thước của bàn tay, chúng mình mạnh dạn dự đoán đây không ai khác chính là Jack khi anh tìm được đến nơi vợ chưa cưới của mình bị giam giữ. Khúc cao trào chưa dừng lại ở đó khi Miss Q tiếp tục tấn công chính Jack cũng như một lần nữa vật lộn với Quỳnh Yên giữa một đống mảnh kính vỡ vụn. Sau đó, Quỳnh Yên đã phần nào hé lộ quá khứ đen tối của Miss Q khi gọi cô là đại mỹ nhân giết người. Rất có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến mọi thủ oán diễn ra trong phim. Có thể trong quá khứ, Miss Q để đạt được danh vọng như ngày hôm nay đã phải nhuốm máu của người vô tội. Và rất có thể đó là một trong những người thân thích với Quỳnh Yên. Hai người sau đó cũng hét lên đầy hỗn loạn, nổi bật với câu nói của Quỳnh Yên. Dạ, bỏ cái quá khứ dơ bẩn của mày đi! Trailer sau đó kết thúc với một tiếng nện vô cùng mạnh, cùng với vệt máu bắn thẳng vào mặt của Miss Q, để lại cho người xem một dấu hỏi khổng lồ. Ai sẽ sống, ai sẽ chết, liệu số phận của các nhân vật sẽ ra sao? Điều này phải chờ đến khi bộ phim ra mắt thì chúng ta mới có thể có được câu trả lời. Cuối cùng, chúng mình sẽ nêu ra một số cảm nhận sau khi xem xong trailer của Cô Gái Từ Quá Khứ. Mặc dù cùng được đặt trong vũ trụ mỹ nhân, song có thể nói Cô Gái Từ Quá Khứ là một bộ phim khác biệt hoàn toàn so với những cái tên Gái Già Lắm Chiêu trước đó. Bộ phim sẽ mang đậm yếu tố tâm lý, ly kỳ và giật gân. Tông màu thì vô cùng đen tối, ảm đạm, khiến cho dù mới chỉ xem trailer cũng có thể khiến khán giả thấy được sự ngột ngạt mà bộ phim muốn mang lại. Hơn nữa, sự quay trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc trong vai Miss Q cũng là thứ khiến cho khán giả cực kỳ mong chờ sau hành trình còn dang dở của cô trong Gái Già Lắm Chiêu 3. Cùng với đó, chúng ta có thể thấy được một Kelly Nguyễn cực kỳ khác biệt khi trong vai một kẻ phản diện, một con người mưu mô xảo quyệt, nhẫn tâm đến đáng sợ và thậm chí không ngần ngại ra tay giết người. Khán giả sẽ khó lòng mà nhận ra một Kelly Nguyễn hồn nhiên trong sáng như những bộ phim trước đó, mà thay vào đó sẽ là sự ngờ vực, sự sợ hãi bao trùm mỗi khi nhân vật này xuất hiện. Đây vừa là thử thách nhưng đồng thời cũng là cơ hội để nữ diễn viên trẻ thể hiện sự đa dạng của mình trong diễn xuất. Với sự đối đầu của hai mỹ nhân bậc nhất trong làng điện ảnh Việt,
cô gái từ quá khứ hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một trải nghiệm tâm lý vô cùng đáng chờ đợi. Dù đã có nhiều ý kiến cho rằng trailer của bộ phim đã tiết lộ quá nhiều cốt truyện khi cho khán giả thấy hàng loạt những cú twist đến chóng cả mặt, thế nhưng vẫn có quá nhiều câu hỏi còn đọng lại trong đầu khán giả sau khi xem xong trailer này. Ví dụ như, chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cho sự hận thù của Bách và Quỳnh Yên lại lớn đến như vậy? Âm mưu thực sự của hai người họ là gì? Liệu ai sẽ là người sống sót cuối cùng? Không dừng lại ở đó, khi một số những gương mặt tên tuổi trong dàn cast của bộ phim như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Ốc Thanh Vân vẫn chưa hề xuất hiện trong trailer, dấy lên câu hỏi cho khán giả rằng vai trò của họ là gì? Từng đó những câu hỏi, những sự tò mò là đủ để khiến cho chúng ta ra rạp để thưởng thức bộ phim. Vậy nên vào ngày 13 tháng 10 này, hãy cùng ra rạp để cùng nhau giải đáp những câu hỏi còn bỏ ngỏ ở trên nhé! Và trên đây là những phân tích cũng như những dự đoán của Wait Movie sau khi xem xong trailer của bộ phim Cô Gái Từ Quá Khứ. Các bạn thấy sao về những giả thuyết của chúng mình hay còn bất kỳ ý kiến nào khác hay không? Hãy bình luận phía dưới để mọi người cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại! Wait Out!